Toán lớp 8. Tìm số thực A, B, biết. Câu A. A phần x trừ 1 cộng B phần x cộng 1 bằng 5x trừ 1 phần x bình trừ 1. Khi để giải quyết bài này, các bạn phải đưa về cùng mẫu. Được chưa? Và các bạn so sánh tử. Rồi, thì ở đây mình phân tích nha các bạn, phân tích. Thì các bạn nhìn mẫu bên vế phải nha các bạn, bên vế phải x bình trừ 1 có phải bằng x bình trừ 1 bình không ạ? Thì có phải bằng là x trừ 1 nhân x cộng 1 không ạ? Đó. Vậy ta có cái biểu thức số 1 này nè. Cái phương trình số 1 này sẽ tương đương như sau: A phần x trừ 1 cộng B phần x cộng 1 bằng 5x trừ 1 phần x trừ 1 nhân x cộng 1. Sau đó các bạn nhìn về bên trái, các bạn tìm mẫu thức chung. Đó chính là x trừ 1 nhân x cộng 1. Rồi, gạch nguyên đường dài, viết lại mẫu thức chung. Sau đó thiếu gì nhân đó. Đây x cộng 1 thiếu gì ạ? Đây x trừ 1 thiếu x cộng 1, lấy a nhân x cộng 1. Đây x cộng 1 thiếu x trừ 1 thì lấy b nhân x trừ 1. Vế bên phải viết lại. Vậy tương đương ta phân phối vào. Vậy ta có a x cộng a nhân 1 bằng a cộng b x trừ b chia cho x trừ 1 nhân x cộng 1 bằng 5x trừ 1 phần x trừ 1 nhân x cộng 1. Tiếp tục ta thấy chung gì ạ? Hai thằng này chung nha. Chữ x nè, mang x đặt ra làm nhân tử chung. Vậy là a cộng b nhân x cộng b a chữ trừ b chia cho x trừ 1 x cộng 1 bằng 5x trừ 1 phần x trừ 1 x cộng 1. Rồi, thì các bạn quan sát nè. Thứ nhất, cái mẫu của nó giống nhau hoàn toàn chưa ạ? Đúng chưa ạ? Vậy muốn cho hai cái phân thức này bằng nhau thì tương ứng nè, cái số trước a bằng 5 và cái số tự do này bằng chữ trừ 1. Vậy tương đương a cộng b bằng 5 và a trừ b bằng trừ 1. Tới đây các bạn có thể dùng phương pháp, đó là ở đây là phép gì ạ? Phép cộng, đây là phép trừ. Thì các bạn lại nhớ là kiến thức hồi lớp mấy à? Lớp 4, đó là dạng tổng hiệu. Tổng hiệu thì muốn tìm số hạng đầu, chính là tìm a đó các bạn. Thì ta lấy tổng cộng hiệu tất cả chia 2. Hoặc là muốn tìm số hạng cuối thì ta chính là b đó các bạn. Ta lấy tổng trừ đi hiệu tất cả chia 2. Hoặc các bạn có thể dùng phương pháp thế, đó là các bạn chuyển thằng này qua đây. Vậy là a cộng b bằng 5. A bằng chuyển qua là trừ 1 cộng b. Sau đó các bạn thay chỗ nào có a thay bằng 1 trừ 1 cộng b, thay vào đây. Vậy mình sẽ có là trừ 1 cộng b bằng 5 và a bằng trừ 1 cộng b. Vậy tương đương đây ra 2b trừ 1 bằng 5. A bằng trừ 1 cộng b. Tiếp tục hành trình như vậy, ta giải tìm b. Vậy là b sẽ ra là 3. Sau đó các bạn thế b bằng 3 vào đây. Vậy mình sẽ có a bằng 2. Và các bạn kết luận vậy.